Sao một số tài liệu nói khi làm nhà không nên mượn tuổi vì làm thế giống như lừa thần, mình mới là chủ nhà. À, cảm ơn Hoàng Nguyễn nó hỏi câu này. Thế này, mình không hề lừa thần, tôi không có mượn. Ở đây tôi chưa bao giờ hướng dẫn anh chị với các bạn làm mượn người, mượn tuổi làm nhà nhé. Chưa bao giờ hướng dẫn ai mượn nhà. Tôi nói là chúng ta nhờ người động thổ giúp, chứ người trạch chủ vẫn phải chủ lễ. Đúng không ạ? Cái người động thổ thì đến đây cũng khấn rằng là tôi là tên là thế này, nhà tôi ở chỗ này, hôm nay tôi được chủ nhà này ở chỗ này đến nhờ động thổ tại vị trí này, đúng không ạ? Cầu xin thần linh và tôn thần phù hộ, đúng không ạ? Cho gia chủ trạch đất được bình an, sau này căn nhà xây xong thì ấm long vượng khí, phong thủy cát lành, phù hộ cho thợ thuyền chủ thợ bình an. Thì tôi chưa bao giờ nói rằng là mượn tuổi. Đây tôi nói là do là cái tuổi của chủ nhà năm nay không có, nó gọi là gì, không có thuận hay là không có phù hợp cho cái việc động thổ, nên tôi đến đây tôi động thổ giúp. Thế mình làm rất rõ chứ, trước đây không có chuyện gọi là lừa dối gì hay là gì ở đây cả, nên lưu ý. Ngày hôm nay thì có một khách hàng của Phong Thủy Thái Nguyên gọi điện cho tôi, đang lo lắng về cái chuyện bảo năm nay là tuổi của em là sinh năm 1984 thì năm nay là 39 tuổi, em phạm phải một trong ba cái tuổi hoang ốc địa sát tân tài không động thổ, thì em nhờ người tuổi khác động thổ được không? Mà đương nhiên là nhờ người tuổi khác động thổ được rồi. Còn cái việc mà anh chị không được vô động thổ thì hãy khấn, thì anh chị khấn rằng là năm nay là tuổi con là 39 tuổi, phạm phải cái tuổi không nên động thổ, nên nhờ cái người tuổi này có cái địa chỉ ở chỗ này, tên là thế này, sinh năm này, động thổ và động thổ tại gia đình để cầu mong cho là cái việc xây dựng nó được thuận lợi, sau này cư trú được mãn khí, cho đạo phong thủy yên lành, cho gia chung phát đạt, cho thợ thuyền thợ chủ bình an. Thì chúng ta xin, chúng ta bảo là chúng ta nhờ người đấy, và người đấy động thổ thì người ta lại bảo rằng là năm nay tôi được cái gia chủ là người tuổi này ở địa chỉ này nhờ đến động thổ thế này. Nhưng mà cực kỳ rõ ràng, chúng ta không thể lừa dối cái chỗ này được. Chúng ta lừa dối cái chỗ này là chúng ta sai 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 về mặt nguyên tắc. Cho nên là không được thì nhờ. Bởi vì anh chị nói rằng là cái này xem là tôi có kinh nghiệm việc này không. Phong thủy Tam Nguyên đâu đó một năm thì động thổ và xem khoảng tầm trên 1.000 cái căn nhà, và chưa một trường hợp nào mà chúng tôi xem động tuổi động thổ mà tôi yêu cầu động thổ, tôi đề nghị động thổ mà cái người đấy nó có vấn đề gì cả, và đều là rất là thuận lợi và may mắn. Đấy, điều đấy tôi khẳng định. Và cái điều thứ hai nữa là anh chị nhớ rằng hướng vượng, thời điểm vượng, đất vượng, lễ nghi đầy đủ, biết nghi thức, nghi cách làm, nên cái người được nhờ động thổ là vượng, tức là thuận lợi, nên động thổ xong là may mắn, chứ không có chuyện là động thổ xong là hung. Không bao giờ có chuyện đó trên đời, không bao giờ có chuyện là động thổ xong là hung. Động thổ xong là chắc chắn là may mắn, nó chỉ có may mắn hơn thôi, đúng không ạ? Nó chỉ có may mắn hơn thôi, chứ không thể nào mà kém may mắn hơn được, kém may mắn hơn được. Cho nên thành ra là chính vì thế cho nên thành ra là khi mà được nhờ động thổ là may. Tôi thỉnh thoảng là mà rảnh có thời gian chẳng hạn, mà anh chị nào bảo là em động thổ chưa, cái động thổ thầy tuổi thầy đẹp thầy động thổ cho em gái, ui thì là may quá chị, được đúng chị nhờ, đúng là tôi rất là may mắn, nên ra là đi luôn. Khi mà anh chị lo lắng về chuyện đấy chẳng hạn, thì ở công ty thì có khoảng tầm vài chục trợ lý và cán bộ nhân viên cực kỳ đẹp trai và năng lượng tốt, sẵn sàng có thể giúp anh chị cho cái việc này, mà chúng tôi tự tin việc này đến thế cơ mà. Thế đó, mình đâu có phải lo lắng về chuyện này đâu, được chưa ạ?